Xin chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sống FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo truyện dài Miền xanh của nhà văn Nguyễn Phước Thảo. Trong phần đã đọc đêm qua, chúng ta đã nghe chuyện của lớp 11A4 với lớp trưởng mới là Trung. Trung bản tính cù lần nhưng thẳng thắn, trung thực, dám làm dám nói đã tổ chức lớp khá tốt các bạn bắt tay vào thực hiện phong trào thi đua của trường trung đã khéo léo dàn hoài những xích mít với lớp trưởng cổ và một vài bạn cá biệt để cùng đoàn kết làm tốt nhất nhiệm vụ của lớp về hoàng vi bọn con tê vẫn rất có cảm tình có bạn còn theo dõi cuộc sống của vi và phát hiện ra điều bất ngờ mời quý vị nghe thanh hảo thể hiện phần tiếp theo của truyền dài này Chỉ có con gái mới bích ướt như vi Chứ gặp tôi Tôi nướng con bồ câu đó rồi Mới nghĩ tới chuyện nướng Tự nhiên tôi đã chảy nước miếng Con bồ câu đó mà nhổ sạch lông Moi bụng Nhét đậu phộng vào nướng Ngon phải biết Bữa đó thằng Tiến giận bỏ đi Ba con chim nó bắn Tôi nướng ăn thiệt ngon Tiếc là chim nhỏ quá Ăn không đã Chứ bồ câu bự thịt ngon phải biết Buổi trưa lỡ nói xạo với nhỏ Vi Tôi bức đại nắm cỏ ghé nhà nó Coi cho con bồ câu Thiệt tình tôi biết cây thuốc nào chết liền Thậm chí mấy cây cỏ mà tôi bức bỏ trong túi quần Tôi cũng không biết nó tên là gì Con chim gãy cánh Mình tét một đường dài Như vậy là do tôi bắn dở thiệt Ngắm cái đầu bắn trúng cái mình Thằng Tiến mà biết chắc cười bể bụng nhưng nhìn con bồ câu tôi thấy thảm thiệt nó ngoẹo cổ một bên mắt nhắm giống như là chết rồi sự sống của nó chỉ còn biểu hiện thoi thóp nơi cái ức hoàng vi bế nó lên đôi tay run run hồi sáng nó còn mở mắt bây giờ nó tôi nhẹ nhàng đỡ con bồ câu từ tay hoàng vi đừng khóc đừng khóc để tôi coi nào con bồ câu này béo thiệt Nặng ngang Cũng khoảng trăm ram thịt chứ chẳng chơi Cỡ con này nướng thì tuyệt vời Nhỏ vi nhìn tôi Ánh mắt tha thiết Trung ơi Còn cứu nó được không Để coi Tôi móc nắm cỏ trong túi quần ra Bỏ vô miệng nhai nhai Má ơi tôi bức phải thứ cỏ gì Mà đắng ngét hôi rình người ta nói quả báo nhãn tiền thiệt không sai chút nào chửi thằng nguyên khùng nhưng xem ra nó còn hên hơn tôi nó vì si nhỏ vi mà tự nguyện làm ngựa nhưng nó không có ăn cỏ còn tôi tôi vì điều gì mà cũng tự nguyện làm ngựa rồi ăn cả cỏ thế này vậy trời nhỏ vi ngó cái mặt nhăn nhó của tôi trung sao vậy không biết sao Tôi cũng ráng nặng ra được một nụ cười Ăn quá Nhỏ Vi nhìn tôi lom lom Trung nói gì Vi không hiểu Nhã nắm cỏ đã nhai nhừ ra tay Tôi nói Cỏ đắng quá Nhỏ Vi ân cần Tội Trung quá Nhìn nét mặt quan tâm thân thiết của Vi Nghe giọng ngọt ngào của nhỏ Tự dưng tôi thấy lâng lân, lân. Có gì mà tội Ông bà mình nói Thuốc đắng giả tật mà Thuốc đắng như vậy mới là thuốc hay Hoàng Vi giúp tôi một tay Đỡ cái cánh gãy của con bồ câu lên Cho tôi đắp thuốc Chắc bị đụng tới vết thương Tới giờ con bồ câu mới chịu mở mắt nhìn tôi Cái miệng ăn mắm ăn muối của thằng Tiến coi vậy mà linh thiệt Con bồ câu mở mắt nhìn tôi Không biết nó có nhận ra sát thủ hay không mà nó hước hước mấy cái rồi đi luôn. Cây ức nó im ru, không còn thoi thóp nữa. Nhỏ Vi sững người, rồi nó bám vào cánh tay tôi khóc rống lên. hương bồ câu ơi, sao cưng bỏ chị mà đi? Tôi đứng chết chân nhìn con bồ câu, nhìn nhỏ Vi mà không biết mình phải làm gì. Nhỏ khóc thảm thiết quá, tự dưng tôi cũng muốn khóc theo. Đúng là độ mít ướt Nhỏ là con gái Mít ướt còn có thể chấp nhận được Con trai đầu đổ trời Chân đạp đất như tôi Mà cũng ứa nước mắt vì một con bồ câu Thì đúng là chuyện lạ Tôi đặt xác con bồ câu lên bàn Rồi chiều nhỏ vi ra ghế Nói nhẹ nhẹ Phần số con bồ câu tới đó là hết Bạn đừng nên đau buồn quá vì gục mặt lên bàn khóc nức lên nó chết thảm quá trung ơi nhìn vi giật giả tự dưng tôi thấy hối hận phải biết vì quý con bồ câu như vậy có cho vàng tôi cũng không nhắm nó mà bắn tôi ngồi đó nhìn vi khóc mà thấy mình thật có lỗi chị phượng chị của hoàng vi xuất hiện nơi cửa Chuyện gì mà khóc lóc ôm um sờm vậy? Vì ngước mặt lên. Chị ơi, con bồ câu ba cho em. Nó chết rồi. Chị Phượng bước tới dỗ về Hoàng Vi. Thôi nín đi. Em khóc nó có sống lại được đâu. Để mai chị nói ba em cho con khác. Thì ra là vậy. Con bồ câu này ba Hoàng Vi cho. Hèn chi, nhỏ quý nó quá tuy không biết ba hoàng vi ra sao nhưng qua cách nói cách thể hiện tôi nghĩ chắc nhỏ thương ba nhiều lắm tự nhiên con bồ câu nằm đó trong mắt tôi không còn là một con chim bình thường nữa nhìn nó tôi nghe lòng mình ấp đầy niềm ân hận con bồ câu là biểu tượng cho tấm lòng quý trọng mà một đứa con đối với ba của mình để thể hiện tấm lòng tôi giúp Hoàng Phi gói ghém và chôn cất con bồ câu thật chu đáo. Không biết con bồ câu này có linh thiêng không mà khi đưa nó ra ngoài giường để chôn, vì lại chọn đúng cái nơi tôi nằm rình bắn nó, chọn đúng cái gò đất đó, vì nói chỗ này cao ráo, kín đáo, mình chôn nó ở đây. Tôi cầm cây len đào một lỗ sâu rồi đưa xác con bồ câu xuống. Vì lại khóc nức lên nhìn cái mặt bùi ngùi bệnh rịnh không nở lấp đất chôn con bồ câu của vi tôi ứa nước mắt tôi chảy nước mắt không phải vì thương tiếc con bồ câu cũng không phải vì thương nhỏ vi nước mắt tôi chảy vì tôi ân hận hồi tôi còn nhỏ Bà tôi đi phú quốc mua về cho tôi một con chó con trên lưng nó có bốn cái xoáy thiệt khôn những đêm tôi thức khuya học nó cứ rình rình liếm mấy ngón chân làm tôi nhột chịu không nổi dọa đánh thì nó chạy núp trong kẹt tủ lú hai con mắt đen thẳm ra nhìn tôi nghịch ngợm nó dễ thương vậy mà bị một thằng khốn nạn chạy hoang ra cán chết tươi nó chết làm tôi lơ lơ đáo đáo bà tôi hứa sẽ tìm mua cho tôi một con chó khác nhưng tôi thề với lòng không nuôi con gì nữa con chó phú quốc đó mãi mãi ở trong tôi tôi lặng lẽ giúp vi đắp cái mộ con bồ câu không nói tiếng nào vi cũng như tôi mỗi người đang sống với kỷ niệm về con vật thương yêu của mình nhỏ bỗng hỏi trung sao trung không nói gì hết vậy tôi đáp mà không nhìn vi thiệt tình tôi cũng không biết nói gì tôi nghĩ có những chuyện không nói còn tốt hơn là nói nhỏ mềm giọng phi nói thiệt trong lớp các bạn hay kêu trung là cù lần này cù lần nọ họ lầm vì rất mến tính trung thực thẳng thắn của trung con trai đúng nghĩa là phải như vậy con gái thành phố khác con gái quê thiệt ta ơi Vi nói một câu làm tôi mát dạ mát lòng Hồi nào giờ chưa có đứa con gái nào nói với tôi được một câu nghe sướng cái lỗ tai tới vậy. Nhưng sau cái sướng đó tôi lại thấy ngượng với lòng. Đó là vì không biết ai bắn con bồ câu đó thôi. Vì mà biết tôi chính là hung thủ. Liệu nhỏ có còn nghĩ tốt về tôi như vậy không? Phải chi chủ nhật hôm đó tôi đừng ham tôi bún riêu giò của thằng Tiến thì bây giờ tôi đâu phải thẹn với lòng. Tôi nhìn Hoàng Vi buộc miệng. Tôi... tôi không có tốt như bạn nghĩ đâu. Mình là bạn mà, khách sáo làm gì? Vi đã thật với Trung, thì Trung đừng nên khách sáo với Vi. Với bạn thân, khiêm tốn quá đôi khi cũng mất hay. Tôi nhìn thẳng vào mắt Vi. Tôi nói thiệt, tôi không có tốt đâu. Một ngày nào đó bạn biết chuyện, bạn sẽ không thèm nhìn cái mặt của tôi đâu Vì dò hỏi Biết chuyện gì? Tôi ngó lơ chỗ khác Chuyện đó không tiện nói chỗ này Đó là một bí mật Khi nào nói được tôi sẽ nói cho bạn nghe Tại sao Trung không nói bây giờ? Tôi cúi gầm mặt xuống Bạn đừng ép Tôi chưa thể nói được Nhất là lúc này bạn còn đang quá đau buồn Im lặng Mỗi đứa đuổi theo một suy nghĩ riêng Không ai nói với ai tiếng nào Vì dỗ dỗ mấy cái lên mộ con bồ câu Rồi lặng lẽ đứng lên Tôi đứng lên theo Và hai đứa tôi đứng đó nhìn nhau Vì ơi vì đừng đi tu ngang, mình còn bạn bè mà, đừng bỏ bạn ngang Vi tự nhiên miệng tôi tuôn ra Nói mà không kịp suy nghĩ Vì há hốc miệng Trung nói gì vậy? Mình còn bạn bè mà Đừng đi tu ngang vi Như chợt hiểu ra điều mà tôi đang tha thiết yêu cầu Hoàng Vi lặng người đi một lúc Thật lâu tôi nghe Hoàng Vi nói Trung ơi Ba Vi Ba Vi sống tội lắm vì chỉ muốn sống gần ba, chăm sóc cho ba. Tôi lắc đầu, không hiểu. Hoàng Vi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trung hứa đi, vì nói ra điều này, Trung không được nói với ai nghe. Điều bí mật mà chỉ mình Trung biết. Tôi chỉ tay lên trời. Hoàng Vi nắm cánh tay tôi kéo xuống. Không cần Trung phải thề đâu, vì tin Trung mà. Ba Vi Ba Vi là sư ông trong chùa Long Sơn tự Tự nhiên cái miệng tôi há hốc ra Cái gì? Ba Ba bạn là thầy chùa hả? Hoàng Vi trong thật thương tâm Đào đớn Mặt vì hai hàng đệ chảy dài Tôi đứng nhìn nhỏ chết lặng Không nói được lời nào cả lớp xôn xao khi thằng tính cốc ghẻ bước vào lớp học với khuôn mặt dán đầy băng không chỉ mặt tay chân nó cũng bầm xanh bầm tím nhất là con mắt trái đỏ bầm sưng húp trong lúc đứa nào cũng trố mắt nhìn thì em si thái nhanh nhẩu mày bị sao vậy thằng tính đáp một cái gọn hơ đánh lộn cả lớp chưng hửng thằng tính mà đánh lộn đúng là chuyện lạ Hồi nào giờ nó không chọc không ghẹo Và cũng chẳng chơi với ai Chỉ lần rồi điên lên Chơi thằng Phong một cục gạch Là lần nó hung tợn nhất Thằng Nguyên xăm xoay nhìn mặt thằng Tính Cái này đánh trúng chứ làm sao đánh lộn được Đánh trúng nên mới bị thê thảm như vậy chứ Đang căng thẳng Lớp cười cái rần Thằng Túng còn chăm thêm Mày nó bậy rồi Nguyên đánh mắt phải trúng mắt trái như vậy là kêu đánh lộn thấy bọn nó đùa quá đáng tôi lên tiếng Đó bị vậy mà hai thằng bay chọc ghẹo được cũng hay một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mày có biết câu đó không bị tôi chọt ách eo thằng nguyên chơi lại liền mày thương nó thì cứ làm ngựa tao thì không trời thằng này bày đặt chơi chiêu dùng gãy ông đập lưng ông với tôi nữa kìa xưa rồi diễm làm thơ thì tôi thua nó chứ ba cái chuyện này tôi dứt khoát không thua tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng tính đã nói trước giọng tỉnh rụi chỉ làm người mới biết cười cợt trên nỗi đau của người khác ngựa đâu có biết cười mày ép tụi nó làm ngựa là mày sỉ nhục con ngựa đó quá hay tự nhiên lớp cười cái ầm thằng nguyên đỏ mặt ê Tao giỡn chơi mà mày tức thiệt hả? Tôi làm ra vẻ tức tối, lấy tay vỗ bịch bịch vào ngực mình. Lớp này ai mà không biết tao cụ lần. Mới hôm qua, thấy Hoàng Vi sưng mắt, thằng Nguyên bắt tao phải quan tâm, phải thăm hỏi. Nó lấy câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, giảng giải tao nghe. Bây giờ tự nhiên nó lật lỏng là sao? Tôi nhìn thằng Nguyên và dồn nó vào góc dứt điểm. Có phải ngựa cái mày mới bỏ cỏ còn ngựa được thì không, phải không? Chết mày chưa bày đặt chơi chiêu với tao hả? Tao cho mày lên gò luôn Cánh con gái rút rít cười Con hạnh kìm không được Cười hô hố Cánh con trai thì khỏi nói Chúng vỗ bàn ầm ầm Cây mặt dáng đầy băng của thằng tính Cũng rung rung Nó cười làm văng biến băng cá nhân Từ trên mặt xuống Đằng kia nhỏ vi đang tâm sự buồn mà còn che miệng cười khúc khích. Thằng Nguyên, thằng Tuấn chuồn thẳng. Thằng Phong bước vào lớp với thằng Minh, mặt mày nó bình thường, không biểu hiện gì. Tính là thằng liều mạng. Nếu thằng Phong có giỏi cỡ nào đi nữa, thì dù ít cũng phải dính dài đòn. Đằng này, thằng Phong không có tí biểu hiện nào là người vừa đánh nhau. Thậm chí, nó còn không thèm nhìn cái mặt dính đầy băng của thằng Tính nữa. Vậy là sao? thằng tính đánh nhau với ai vậy ta chưa kịp hỏi thăm thì đã tới giờ học tôi ngồi nghe giảng mà không tập trung đầu óc được cứ nghĩ lan man về cái mặt dáng đầy băng của thằng tính tôi viết lên miếng giấy mấy chữ phải vụ án cục gạch không rình rình lúc thầy quay lên bảng tôi ném viên giấy xuống chỗ thằng tính một lúc sau tôi nhận được câu trả lời ai nói mày cù lần lầm chết Vậy là tôi dự đoán đúng Thằng Phong đã trả thù Tôi biết chắc người đánh thằng Tính Không phải là thằng Phong Vậy người đó là ai Chuyện này phức tạp nữa đây Lớp chỉ có thêm hai người lạ Mà lộn xộn quá Rồi đây sẽ còn hàng đống Chuyện lộn xộn nữa cho mà coi Lớp vẫn chưa yên đâu Cà phê H và T Mấy lần tôi được tới đây nên biết cà phê rất ngon. Những lần trước là ban ngày, hôm nay uống ban đêm nên không khí khác hẳn. Đèn mờ mờ, nhạc êm êm. Quán cà phê về đêm trông cũng lãng mạn gớm. Sau mấy chuyện linh tinh trong lớp, thằng Tiến nghiêm mặt nhìn tôi. Nãy giờ mày nói chơi nhiều rồi, giờ là tới nói thiệt nè. Chuyện con Vy đi tu đó, mày điều tra tới đâu rồi? tao đâu có làm thám tử như mày mà điều tra ý tao muốn hỏi là mày có khuyên nó chưa rồi nó nói thì sao nó không nói trăng nói sao gì hết nó hứa là nó không đi tu nữa được chưa thiệt vậy hả vậy mày không thấy ngày nào nó cũng đi học đó à nó đi tu thì ai đi học giùm nó thằng tiến ra vẻ đăm chiêu nó nói với mày vậy nhưng chắc gì nó từ bỏ ý định không lẽ mày nói khơi khơi như vậy là nó nghe lời Tôi cự Mày biết tao nói với nó cái gì mà mày nói khơi khơi Vậy mày nói gì mà nó nghe lời mày Tôi cười cười Mày cần nghe lại không Thì cần nghe tao mới chở mày đi uống cà phê đó Tao nói với nó như vậy nè Vi ơi bạn đừng đi tu Vì bạn đi tu là bạn hại cái lớp 11A4 này rồi Nó hỏi tao tại sao Tao trả lời Vì bạn đi tu thì một tá được rửa trong lớp mình Mấy cái thằng nhờ tôi đưa thơ tặng quà cho bạn đó Tụi nó sẽ đồng loạt xuống tóc Làm chú Tiểu đi tu với bạn Bạn đi tu mà dẫn theo một tá chú Tiểu như thế Là bạn làm loạn nhà chùa Sẽ không có cái chùa nào chứa bạn đâu Đó là chưa kể mấy cái thằng tuy chưa tặng quà Chưa gửi thơ cho bạn Tụi nó cũng đau lòng lắm Nhất là thằng Tiến thằng đó sẽ tự tử nếu bạn xuống tóc quy y còn tôi nữa cả bọn con trai kéo đi làm chú tiểu hết thì tôi làm lớp trưởng với ai thằng tiến ôm bụng cười ha hả mày nói vậy rồi nó nói sao thì nó bật cười xà lên như mày vậy đó nó cười được là quên chuyện tu hành liền phải không đó không tin thì mày cứ tìm nó mà hỏi Thằng Tiến lại hỏi tiếp Nó có hỏi lý do vì sao mày biết nó định đi tu không? Có Mày nói hay sao? Tôi dũng dài Đãi tao có một ly cà phê mà mày hỏi nhiều quá Vậy tao kêu thêm cho mày một ly nữa hen Tôi trợn mắt Uống hai ly cà phê đặng tao thức tới sáng à Thôi đi về Chuyện đó từ từ nói Thằng Tiến làm khó lại tôi Mày không nói tao không đưa mày về Tôi xì một cái vào mỗi thằng Tiến Mấy thằng dân chợ tụi bay Y chang nhau hễ qua cầu là rút gián Với tao đi bộ dài cây số là chuyện nhỏ Thấy tôi giận Thằng Tiến vuốt ve Tao nói chơi mà mày giận tao hả Mình là bạn bè mà Còn lâu mày mới hiểu được từ bạn bè Không biết trúng cái gì Mặt thằng Tiến ngầu lên Vậy như thế nào là bạn bè Mày nói đi thấy tôi làm tin nó làm tới tao nói thiệt chơi với mày tao thấy tao quý mày hơn mày quý tao đó còn nói về từ bạn bè chắc gì mày hiểu hơn tao thôi mình về nó chở tôi về mà hai đứa không ai nói với ai thêm lời nào bữa nay thằng tiếng làm tôi hiểu sâu hơn một chút nữa về mình tự nhiên tôi thấy thương nó ghê Giao! Cả bọn đứng ngoài sân như tôi hét gian trời khi thằng Phong ghi bàn. Cái thằng ác thiệt, học thì dở, chơi đá banh thì tuyệt vời. Cây này phải tính vô công của thằng Minh vì đâu có công phát hiện và rủ rê được thằng Phong vào đội bóng. Công tâm mà nói, nếu biết thằng Phong đá banh giỏi, tôi gọi chắc gì nó đã chơi. Đâu chỉ thằng Phong, thằng tính hôm nay cũng thật xuất sắc. Nó lăn xả cứu thua mấy bàn trông thấy. Nhỏ Vi cầm dù đứng bên tôi cười rạng rỡ. Vi không thích đá banh, nhưng xem các bạn đứt mình đá Vi thích ghê. Tính thiệt là xuất sắc. Thì nó là thủ môn số một mà. Trong sân, thằng Phong đã ghi bàn. Giao! Ngoài sân, chúng tôi lại nhảy tưng lên hét mừng chiến thắng. Hết hiệp một, chúng tôi dẫn trước đội bạn 2-0. Đó là tỷ số mà không ai ngờ Đội 11A8 được đánh giá là đội mạnh vì năm ngoái 10A8 vào tranh chung kết với đội 12C5. Năm nay 12C5 đã ra trường nên 11A8 được xem là ứng viên của chức vô địch. Tôi tìm thằng Minh dỗ dài nó. Tao công nhận mày tài thiệt đó. Thằng Minh trố mắt. Thằng Phong ghi bàn chứ tao đâu có ghi bàn. Thằng này lạ ngang cái cách nó nói hình như nó ghen tị với thằng phong thì phải nếu vậy thì không được làm đội trưởng như nó thì không được nhỏ nhen như vậy tôi nói rõ mày là đội trưởng tuyệt vời thứ nhất mày biết tổ chức sắp xếp lớp thành đội bóng tốt thứ hai mày có công phát hiện ra thằng phong thứ ba mày chơi rất nhiệt tình thằng minh nhìn về phía thằng phong rồi nhún vai mày biết gì đá banh mà công với nhận làm cầu thủ mà không ghi được bàn cũng như không Vậy là đúng rồi Thằng Minh đang ghen tị với thằng Phong Tôi nhấn giọng Tao đá banh thì không bằng mày Nhưng tao biết coi đá banh Thằng Minh nhìn nhìn tôi Hồi nào giờ đâu có thấy mày coi bóng đá Tôi nhìn lại nó Mỗi lần đi coi tao phải trình mày à Tự nhiên nó cười Thấy nó cười Tôi cũng cười Nhỏ Vi bưng lại đưa thằng Minh đi nước Mời đội trưởng uống nước Được nhỏ Vi mời nước Thằng Minh khoái ra mặt Tôi định coi tiếp thằng Minh sẽ làm gì Thì Phụng ở đâu chạy tới Lôi tôi ra một góc Lại đây xử dùm Phụng chuyện này Bạn Tuấn tuyên bố sẽ tài trợ cho đội bánh một thùng nước ngọt Thế thì tốt quá Nó cho thì mình nhận Nhưng bạn Tuấn ra một điều kiện Điều kiện gì? bạn tuấn đề nghị bạn vi phải cùng đi với bạn ấy mua trên chợ tôi nhìn nhỏ phụng thì mình cử bạn vi đi nhưng bạn vi không chịu đi lại rắc rối thằng tuấn đã rắc rối nhỏ vi còn rắc rối hơn tôi gắt bạn vi không chịu đi thì thôi bạn nói với tôi làm gì nếu trung nói phụng tin là bạn vi sẽ đi tôi nhìn nhìn phụng rồi nhìn về phía vi nói thì tôi nói cũng như bạn nói chứ gì phụng nói rồi nhưng bạn vi không chịu trung nói phụng tin bạn vi sẽ đi tôi nhìn phụng lom lom tại sao nhỏ ngó lơ chỗ khác tại vì trung là lớp trưởng phụng lớp phó cũng là lãnh đạo lớp như tôi thôi nhưng người ta có cảm tình với lớp trưởng hơn Tôi đứng đó nhìn nhỏ Phụng. Cái lớp này đúng là lắm chuyện. Nếu tôi nói mà nhỏ Vi vẫn không chịu đi thì sao? Nếu tôi nhờ mà Vi vẫn không đi thì tôi phải năn nỉ nó à? Cái này thằng Tuấn cho cả lớp chứ có cho riêng tôi đâu mà tôi năn nỉ. Không có nước ngọt thì uống trà đá có làm sao đâu. Cái chất lớp trưởng này đúng là lắm phiền phức. Tôi giãy tay gọi Vi nhỏ đi tới Nó nhìn nhìn nhỏ phụng rồi nhìn tôi Trung gọi Vi Đụng Vi mấy lần rồi Mà tôi vẫn bất ngờ hoài Tôi kêu đúng tên nó đàng hoàng Mà nó hỏi tôi vậy là sao Tôi nhìn Vi Tôi đề nghị vì lớp Bạn chịu khó đi với thằng Tuấn Kiếm thùng nước cho tuổi cầu thủ uống Vi nhìn thẳng vào mắt tôi Nếu Vi không đi thì sao bạn muốn tôi năn nỉ chứ gì muốn năn nỉ thì tôi năn nỉ kiếm được thùng nước ngọt bồi dưỡng cho lớp là tôi năn nỉ liền cơ hội này dễ gì mà có vi đâu có làm khó trung mà trung phải năn nỉ tại vi không thích cách tài trợ của bạn tuấn cái đó là ỷ có tiền ép người đã mang tiếng là đại gia mà hành xử kỳ cục chẳng giống đại gia chút nào vì không phục thấy vi nói vậy Tôi thấy nhỏ hay quá Vi là một đứa sâu sắc Cái thứ đôn côn như thằng Tuấn Là chết với nó liền Tôi nói yếu xìu Bạn Vi nói vậy cũng phải Vi nhìn vô mắt tôi Nếu cần thì Vi đi một chút cũng được Không giúp được Trung Vi cũng thấy ấy nấy Vi làm chuyện này là chỉ vì Trung thôi Còn gì lớp Nhỏ Vi bỏ lơ lửng câu nói như vậy Rồi đi về phía thằng Tuấn Tôi nhìn nhỏ Phụng Nó nói vậy nghĩa là sao? Nhỏ Phụng lắc đầu Nó bỏ tôi đứng đó Chạy theo nhỏ Vi Hiệp hai diễn ra thật sôi nổi Tôi đứng xem mà không thấy hào hứng chút nào Chuyện tài trợ của thằng Tuấn Tự nhiên làm tôi mất vui Trong sân Bọn 11A8 chiếm lĩnh hoàn toàn trận địa. Chúng ép các cầu thủ lớp tôi dồn cả về sân nhà. Hiệp 2 mới là hiệp đấu của thằng Tính. Sự xuất sắc của nó làm cho bọn 11A8 nản lòng. Không có pha bóng nguy hiểm nào mà nó không cản được. Nhỏ Vi cùng thằng Tuấn đã mang thùng nước ngọt về. Cả bọn ủng hộ viên reo mừng trước sự hào phóng của nhà tài trợ Tuấn. Chỉ nhỏ Vi nhỏ Phụng không cười sự hứng khởi của Vi lúc sáng lạnh dần theo từng non nước ngọt do chính tay nó bỏ vào thùng đá. Nhìn Vi như vậy tôi muốn chảy nước mắt. Tự dưng tôi thấy lòng mình thật xót xa. Không lẽ chuyện này người có lỗi là tôi. Kết thúc trận đấu, cả bọn lớp tôi cùng nhau reo mừng. Thằng Tính mặt đầy mồ hôi cười rạng rỡ. Tôi vỗ lưng nó nếu bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận tao chọn mày nhỏ vi mang đến đưa tận tay thằng tính một lon nước mời bản tính bản tính chụp banh hay quá thằng tính cười toét miệng trời có nước ngọt uống nữa hả sướng ngang! ở đâu mà có vậy nhỏ vi cười nước ngọt là của bạn tuấn tài trợ thấy bản tính xuất sắc quá Bạn tuấn đãi thằng tính cầm lon nước ngọt ngắm nghía Thằng đó bữa nay sao chơi bảnh quá vậy Con Trần chỏ cái miệng vào Nước ngọt đó là của bạn Vi Chứ không phải của bạn Tuấn đâu Thằng Tính ngơ ngác Nói vậy là sao không hiểu Nhỏ Trần giải thích Bạn Tuấn tài trợ Dân ra điều kiện bạn Vi phải ngồi sau xe bạn Tuấn chở đi mua Cho nên nước ngọt này phải tính là của bạn Vi Con này đúng là thúi miệng nói không ai chặn kịp mà tự nhiên thằng tính tái mặt đùng đùng nổi cơn cái 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 đồ dơ bẩn này của thằng tuấn tao không uống thằng tính quật lon nước ngọt xuống đất đùng đùng bỏ đi nó lột cái áo cầu thủ quăng xuống đất kể từ hôm nay tao không chơi đá banh nữa tôi sững người ra đứng đó nhìn theo thằng tính mà không biết phải làm gì Nhỏ Vi cũng sững sờ trước cơn điên khùng bất chợt của thằng Tính Nhỏ Trân thì phân trần Tôi... tôi... tôi đâu có làm gì sai Chuyện tôi nói là sự thật mà Nhỏ Vi nhìn tôi mặt buồn buồn Thôi để Vi chạy theo khuyên giải bản tính Tôi làm thinh nhìn Nhỏ Vi lấp sức chạy đuổi theo thằng Tính Tự nhiên lòng nặng trĩu, mắt cay cay hình như trong chuyện này tôi mới là người có lỗi quý vị vừa nghe phần tiếp theo truyện dài miền xanh của nhà văn Nguyễn Phước Thảo, Đồng Tháp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai.